sẽ có nhiều cái trứng họa tiết xung quanh thì mình sẽ tô phối màu cho bức tranh này nha. Đầu tiên mình sẽ tô màu vàng cho trứng. Đó, trứng mình sẽ tô màu vàng. Đó, tô đều nha. Đó, tô đều nha. Tô đều. Ăn cái gì trời? Chút nữa đói ăn cái gì? Đó, sẽ tô cho đều. Chín 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 chín. Tiếp theo tô ổ gươm màu nâu nha. Mình sẽ cố gắng tô cho đều. Mình sẽ tô cho nó cẩn thận nha. Đi khi tô mà cũng nhớ tô cho kỹ cho đều nha. Sẽ tơ cho đều. Đẹp quá. Cái này tơ màu đỏ. Mình cũng vẫn sẽ tơ cho đều. Chúng ta màu đỏ vào. Tô đều nha. Đây là tiếp được không? Chút nữa cho ăn im đi nhau ơi, từ từ cho ăn. Tao chưa tắm rửa chưa cho, tao chưa ăn nữa nè. Giờ tao một cây nữa nha. Oh my god. Gà của bạn sẽ tao một quầy ngon. Mình tô cho đều nha. Đó, tô đều. Lấy màu cam tô vào cái mỏ.
chứ khùng rồi. Đó sẽ trang trí cho mấy quả trứng này màu cam nữa, thêm cam cho nó nha. Đó, tiếp tục đổ màu cam. Đó, cho đều nha. Sắp xong rồi nha. Mình sẽ đổ cho nó đều. Cho chọn trứng lại. Đó, tô đều nha. Sắp xong rồi. Phiếu nó hơi nhẹ. Tối luôn rồi. Thì đây chính là bức tranh của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.